Hello anh em, vào trong video này thì chúng ta sẽ cùng nói đến một khắc chế của các xạ thủ trong meta hiện tại. Đó chính là Vega. Các bản Vega đường dưới thì nó không phải là một cái gì đó quá mới lạ, bởi vì Vega không có khả năng đẩy đường quá tốt và không quá mạnh giai đoạn đầu trận, nên khi đẩy xuống đường dưới thì các bạn sẽ có sự hỗ trợ của một người đồng đội vừa giúp đẩy đường cũng như là giúp các bạn sống an toàn. Vega đã được vài lần để tăng sức mạnh, giúp quay trở lại meta trong bản 10.6, 10.16 và 11.4. Tuy nhiên là những cái thay đổi này không đủ để giúp Vega trở lại đường giữa, mà thay vào đó Vega xạ thủ lại trở nên mạnh hơn. Một phần nhiều lý do là bởi vì Kai'Sa hay là Tristana đang quá mạnh ở thời điểm hiện tại. Thành ra với việc các bạn chơi Vega thì sẽ khắc chế phần nào được cái độ cơ động của các vị tướng này. Hơn thế nữa là với cái combo dồn sát thương của mình thì Kai'Sa hay là Tristana dù có mạnh đến đâu thì cũng sẽ khó có thể bắn được trong giao tranh. Ngoài ra một lý do nữa khiến cho Vega có tỷ lệ thắng cao ở thời điểm hiện tại, đó chính là cái combo đồ băng trượng vĩnh cửu cộng với cả động cơ vũ trụ nó đang quá khỏe. Thành ra là Vega với hai món đồ này thì vừa tăng khả năng bắt, vừa có cái lượng thời gian hồi chiêu rất là lớn để các bạn có thể tích quy sớm. Và cái mũ phù thủy phiên bản gần đây thì nó cũng đã được giảm lượng tiền xuống, khiến cho các bạn có thể mua nó sớm hơn rất là nhiều. Thành ra cái combo 3 đồ này đã làm cho Vega trở nên mạnh hơn rất là nhiều. Sau 3 món đó thì các bạn hãy chọn trượng hư vô, đồng hồ cát hoặc là dây chuyền chữ thập để lấy khả năng phòng ngự nhé. Trong video này thì các bạn sẽ thấy sức mạnh của Vega đường dưới khi đối đầu với xạ thủ mạnh nhất ở meta hiện tại nhé. Nếu các bạn thích video thì nhớ ấn like cũng như là đăng ký kênh và đừng quên bật chuông thông báo. Một điều nữa là tớ stream mỗi ngày nên hãy đón xem trên kênh nhé. Chúc bạn xem video vui vẻ. Nó ăn con xe này. Rồi chết rồi. Đổi tốc biến à? Nó cũng lãi mà, lấy được cả kiệt sức luôn. Tới này. Sợ gì? Đánh con này luôn cũng được, đánh nó cái tôi lên level 6 cái. Ô, không có gì hồi, à may quá. Rồi, được rồi. Serat đâu bắn đi bạn. À, tôi chờ bạn bắn mà. Bạch quần vậy luôn. Ở đây, ở đây, ở đây. Cũng dụ được vậy thôi. À, được rồi, được rồi, vậy thôi. Bim. Đứng đây á, đứng đây á. À, chạy được, chạy được. Ủa, nó là Dyna tank, không có đam mấy. Rồi, 25 công rồi. Bim. Này. Đó là cái sự khó chịu của con này. Đó là mấy con lao vào khóc thét luôn ý. Đi chung ý. Bắt lẻ này. Ủa. Chết rồi. Combo nó đơn giản thật. Ê. Thằng kia làm quả hay thế. Thầy biết chơi vãi nổi. Choáng. R đâu? Tiếc R làm gì? R2 mà đẹp nhở. Thôi cũng được. Nó biết chơi quá. Ui, vừa khen clean xong. Tới, 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 đánh được, đánh được. Đánh được. Ui, trâu quá nhỉ. Có hư vô mới giết được thằng đấy.
Lê Thị. Xem ai biến mất nào bạn. Boom. Xem ai biến mất. Boom. À, vậy được rồi. Nice. Mới chia tay. Ủa, mới chia tay của khác đánh bánh cuốn thật. Tới này. Nó phải trâu lắm. Tôi đánh nó không thấm lắm. Nice. Nó nhiều kháng phép quá. Nó có cả kháng phép cả giáp luôn. Quá 200 AP rồi. Cho em farm rồi. Gì đây? Boom. Boom. Ờ, thôi thế thì chạy được. Chạy nhanh thế thì được. Chạy đi. Không chạy. Chán thật. Đã, người ta vừa khen xong. Chạy thì không chạy. Chết rồi, lại bảo diễn viên rồi. Đấu má. À, Vega đi xạ thủ nó có một thằng bảo kê nó dễ. Với cả đi mid thì Vega nó đẩy được chậm. Mấy con đẩy được chậm đi mid thì nó sẽ là con à, yếu rồi. Rồi anh định làm gì? Khó chịu nhở. Cái gì đây? Má mày nó đông. What? Mẹ đòi tiền thì mẹ mẹ gọi điện đi em. Thấy đẹp trai là bay vào xí sớn ấy. Ăn nốt. Ok. Ui Lulu. Thương thương thương. Cắt thế. Đang người ta đang nói chuyện tử tế chửi luôn ạ. À. Thắng rồi à? Nice. Còn chưa kịp lên mũ về lên cái mũ lên 1000 AP cái. 979 với chỉ 3 món đồ nhá. Thương con Lulu nhỉ.